của tôi thì đã nhiều năm rồi, thì cũng từ đó mình rút ra những cái kinh nghiệm, cái cách làm, rồi những cái cây sạch, rồi giờ đồng thời là biết cái thời gian nào mình làm gì, tháng nào mình làm sao, mình có ghi chép. Và đồng thời nữa đó là mình biết cái năm đó là cái sản lượng mình được bao nhiêu, cộng thứ hai nữa là cái giá thành và lợi nhuận của mình nó có tăng hay là nó sụt, để mình chép lại những cái công việc của hàng tháng nó, để nó đưa lên cái sản phẩm mình nó có giá trị, rồi nó tạo điều kiện kết nối nhiều cái đầu ra, đầu mối ra để nó thuận tiện. Thì phải luôn luôn nghiên cứu làm sao mà giảm được cái nhân công xuống tối đa, để mà và đồng thời đó là tăng năng sức cây trồng lên, để mà đem cái một cái lợi nhuận về cho hợp tác xã. Thì bên hợp tác xã Tân Mỹ thì luôn luôn đi xem những cái mô hình và nghĩ ra những cái mà tiên tiến nhất áp dụng trong cái việc mà đầu tư cho những cái vườn, để mà tiết giảm được cái nhân công. Ví dụ hiện giờ hợp tác xã thì toàn bộ là đều tưới tự động hết, và phân thì cũng đều tưới qua cái hệ thống phun nước hết, tức là qua hệ thống nước chứ không mà rải, để mà tiết kiệm cái nhân công và tiết kiệm cái phân bón. Rồi với hợp tác xã là cũng ưu tiên vấn đề mà về nông nghiệp, mà cái về hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ thì trong hợp tác xã hiện giờ là thiên về cái phân mà phân hữu cơ cho cây trồng, nó chiếm khoảng 80% là phân hữu cơ. Thì phân hữu cơ ở đây hợp tác xã sẽ tận dụng một cái nguồn ở địa phương. Ở địa phương thì có những cái trang trại nuôi chăn nuôi gà, thì sau cái nguồn phân của những trại gà đó thì hợp tác xã sẽ mua về và đưa những cái chế phẩm OEM vô để mà ủ, để thành cái nguồn phân hữu cơ. Nó sẽ giảm được cái giá thành so với mua cái phân mà hữu cơ của ngoại nhập và những cái công ty nó đã chế biến sẵn. Thì khi cái nguồn đó nó sẽ làm giảm được, thứ nhất nó tăng cái độ phì nhiêu của đất, tăng năng sức cho cây trồng, và nó giảm được cái chi phí vô cho một cái sản phẩm của cái đầu ra.
bên trên là quan tâm rồi cấp cho cái nhãn hiệu tập thể. Thì từ lúc đó rồi mình và các thành viên trong tổ của mình ấy là chăm sóc là đúng quy trình, là dùng như vậy là phân hữu cơ nhiều, chứ mình hạn chế về cái phân hóa học. Và từ cái bước mình lúc mà khi thu hoạch thế mà đến khi mà bảo quản cất giữ, mình phải làm cái gì nó phải có cái quy trình cụ thể đàng hoàng, chứ không nhồi hồi trước. Làm sao mong muốn của bà con được ra các nước ngoài rồi để cái mặt hàng nó được nâng lên với cái cho giá thành nó được cao hơn chút.